Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và sáng hôm nay Sài Gòn 29 Tết, dẫn bạn đầu nhỏ cùng đi ngoài chợ để mua đồ ăn sáng, rồi sẵn chia sẻ với bà con những hình ảnh ở chợ Cô Giang luôn. Chào bà cô chú Huy Đồng. Hôm nay có sự tham gia của Nị và bạn đồng nhỏ nè. Chúng ta đang đứng đây là gốc Đề Thám và cô Bắc. Theo thẳng hướng này là Đề Thám nè, đi ra phố Tây nè. Ở đây có một cái chung cư nhỏ nhỏ, có một cái hotel 123. Thẳng lên đây là hồ Hào Hớn nè. Chợ Cô Giang thì bây giờ không giống như các ngôi chợ khác, đông đúc nhộn nhịp, mua bán tấp nập, mà đổi lấy hình ảnh đó là của ngôi chợ đã không còn, chỉ còn là những hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở trong khu vực này thôi, chứ không có tập trung mua bán nữa. Nên chúng ta thấy rất là vắng. Thẳng hướng này là mình ra Nguyễn Thái Học nè. Đi ngang nhà 37 B. Là nhà nào đâu rồi, gửi cô chú anh chị xem chơi luôn. 37B là nhà này. Ngày nay thì bán cho thuê nhà hàng, làm nhà hàng đó. Đổi liên tục. Liên tục đổi chủ cái nhà đó, tại vì họ bán buôn không được á, rồi mặt bằng lại cao á, rồi thành ra họ trả mặt bằng. Mà mỗi lần trả như vậy thì một chủ mới lại vào, rồi cái kiến trúc bên ngoài lại thay đổi. Nên chúng ta thấy hôm nay màu đen, nhưng mà ngày mai có thể màu khác. Hôm bữa là những cái hình ảnh của những cái lam cửa sổ, hôm nay là khác. Đây có 25 cô Bắc. Khách sạn Red Door, không phải khách sạn mà là ở Bắc Minh. Bên đây có hẻm thông ra Trần Hưng Đạo nè, rạp Nguyễn Văn Hảo nè, vẫn như ngày xưa nè. Hẻm 135 Trần Hưng Đạo đó. Hả? Bánh cuốn hả? Nước. Nước ở đâu? Gì đó, hồ Hậu Hớn, Kim Chân của mình gì đó. Đi. Đi ăn sáng uống cà phê. Bánh nước được không Đồng? Đi bánh nước, ăn bánh nước được không? Năm nay thì má cũng không có mua củ kiệu ở đây luôn. Củ kiệu ở dưới cầu Úc cho, nên thành ra không có mua. Cho gì? Củ kiệu á. Chứ thôi là có một video clip đi chợ mua củ kiệu để bà con xem chơi ở khu vực này rồi. Đây những cái hẻm vô chợ Cầu Muối nè. Hẻm này thông ra bên không ở bên Cô Giang luôn nè. Đây có trường Đăng Khoa, trường lớn ở khu vực chợ Cầu Muối. Đi vô hẻm đi ha, vô hẻm cho nó mát. Sao là sao?
À, đây bán rau cải nè. Rồi chúng ta sẽ đi vô vô hẻm nha. À, khu vực nhà chú Châu. Quán Hoàng Khăn Đỏ hả? Thấy không, bỏ mẹ tôi nói cho đi. À, theo chú gấu chứ. Chú gấu Masa đó. Định đi ra đường Nguyễn Thái Học rồi, nhưng mà đường đó thì giờ chó mà đi ra đó thì nắng xe, là có bạn đồng nhỏ đi nên thành ra đi vô đây cho nó mát, rét gió kỵ mùa sương. Bởi vậy quẩy bằng đồng nhỏ, quẩy đâu có đồng, đâu có đồng, đâu có đồng, con qua con lưng rồi, ai kêu rồi, bà kêu, ông kêu. Chú mỏi lên trời. Bà đi bên đây. À, ngày xưa ở đây tấp nập hành hẹ rau giá, nhưng bây giờ thì không có còn nữa. Chú nghe con. Nhà sau đây giống như bàn cờ vậy đó, mình chơi trốn tìm là vui luôn á. Đó, hướng này là thông ra Hội Nái Học nè. Cô Giang rồi nè. À, gặp bạn đồng nhỏ rồi. Xe. Ba đi lạc á. À, đây là cầu Ông Lãnh nè. À. Nếu anh chị ngày xưa đã từng ở khu vực này thì có lẽ hôm nay chúng ta nhìn thấy ngôi chợ của mình sẽ rất là khác nè. À, ngày xưa thì hoa cây trái bán tấp nập như những ngày này rồi nè. À, đây cô bán cơm tấm. À, bên đây là đình Nhân Hòa. Ngày xưa thì có cái cổng cũ nè, Nhân Hòa Hội nè. Nhớ thì xì đó. À, tuy là chợ không còn bán nhiều nữa nhưng mà đâu đó vẫn còn có một chút xíu của ngày Tết. Yeah.
những ngày trước là bán đồ rất là nhiều luôn, mà bây giờ lác đác thôi. Họ bán chút xíu rồi họ đi, họ về họ đóng cửa. Rồi, trái cây hiếm hoi ở chợ Cô Giang này. Rồi, những xe đẩy, những hàng rong ít ỏi. Vô đây là hẻm 41 Sánh Hòn, hẻm 41. Để tối em dẫn anh chị và bạn đi chợ đêm xem thế nào ha. Đây có đông không? Ngày xưa bánh mì Hồng Dân bên kia đường thì bây giờ qua bên đây đường nè, bánh mì Hồng Vân rất là đông luôn. Ngay nhà số 16 16 Cô Giang. Bất ngờ hôm qua thì không có đông nhưng mà hôm nay thì cũng nhìn thấy cũng hơi sâm tụ nè. Chắc nhà nước cho bán một hai bữa cho vui một đoạn nhỏ này thôi chứ ở trên kia là không được. Chợ cho bà con vui vẻ. Bữa ta thấy nhà của chị không bánh nước hả? Không ăn bánh nước hả? Nước cơ chinh vậy đi này luôn. Nhà của chị bán hoa nay sửa lại đẹp rồi nè. Bán hoa bán cá thác lát đó. Mấy nhà đẹp rồi á. Ở đây bên kia đường Đề Thám nè. Ngày xưa rất là đông luôn. Nhưng bây giờ không có đông, chỉ có một đoạn Cô Giang này thôi nè. Cái một đoạn đó là sơm tụ thôi. Bán khoảng chừng vài tiếng. Vài tiếng rồi tan chợ. Và chỗ này là chợ Cô Giang ngày xưa nè. Bên đây nè, là bên đó là phường Cộng Lãnh. Bên đó phường Cộng Lãnh, bên đây là phường Cô Giang. Hàng chi bên kia quá trời đông, không được bán bên đây. Rồi chúng ta đi nha. Tiếp tục. Con đường Cô Giang thì thuộc hai phường. Một đoạn lúc nãy là thuộc phường Cộng Lãnh, đoạn này thì thuộc phường Cô Giang. Thì cái phường này thuộc về trọng điểm hơn cho cái chiến dịch giải tỏa chợ, nên bà con không được bán ở đây. Cái vỉa hè này nay làm lại nè, để cho cái công trường tòa nhà Manhattan. Bún thịt nướng Bé Yến bên kia đường nè. Và hãng xe
Samco ngày nay, Isuzu, trước đó là Isuzu nữa nè, rồi trước đó là rồi trước đó là hãng Citroen gì đó. Đây đường này cho nó không ấy. Đây 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 vậy này. Ngồi xe kìa. Con đi con nhìn kìa. Rồi con nữa đu đu. Té đó. Vậy là tối chợ Cô Giang chắc ở cái đoạn đó đông lắm à. Đoạn đó bán đồ cúng này nọ thôi. Chứ đoạn này thì hầu như là không có người bán luôn. Mấy người bán bún thịt nướng. Ô bày bán cái gì? Gì bò bía. Bò lá lốp chứ. Lúc trước bán ở chỗ lúc nãy rất là nhiều nhưng mà giờ họ giờ đi hết rồi. Họ nghỉ một phần họ giờ vô căn nhà xưa này nè. Đây buổi sáng họ thuê nguyên căn nhà để họ tập trung mua bán đồ thịt cá rồi bánh kẹo hoa. Ngày xưa nhà này là thú nhúng á, chơi thú nhúng 141 Cô Giang, nhà cũng đang kêu bán nè, kêu bán gặp chị Tư. Linh Sơn, chùa Linh Sơn ngày nay xây lại mới nè, rất là đẹp luôn nè. Ngày xưa thì bán dưa hấu ở đây tấp nập này, nhớ năm xưa đi mua dưa hấu quên mang tiền nè. Hồi năm rồi đi mua dưa hấu mua quên mang tiền ở cái đoạn này. Giờ còn lại có một cái sạp nhỏ xíu à. Có mấy trái à. Ở trên kia luôn. Cà phê hả? Trên kia nó gần hơn. Là cà phê hả? Đúng rồi, quán cà phê đó. Nhìn qua nhà chị My nha, sẵn đi ngang luôn nè. Lần nào đi ngang đây cũng nhìn luôn. Salon tóc nghỉ từ 23 Tết à. Ồ, bán trái cây rất là nhiều ở chỗ này. Đó, mình đi vào đây hẻm 175, hẻm 175. Nhà của anh Dũng nè. Kế bên trường mầm non Cô Giang. Trường đông nấu đông. Bạn gì bao quên à. Đây hủ tiếu Phát Ký.
176 bit cô Giang. Buổi sáng thì không có mở cửa. Hẻm 178. Buổi sáng bán bún bò Huế. Đi lại tí nữa có những căn nhà xưa xưa. Rất là nhiều nhà xưa, 178, 180. Có cái nhà mát phía trước. Tới tí là cháu lòng bà Út nè. Đối diện cháu lòng bà Út thì có cái hẻm rất là đẹp nè. Hẻm 200. Hẻm nó cũng rộng. Có hoa rất là nhiều. Nhà của chị Thủy nè, chị Lệ. Chuẩn bị có một cái building ở đây nữa nè. Lâu lâu nhìn lại là xây nhanh ghê chưa. Ở trên này còn nữa nhưng mà hiện nay nghỉ Tết rồi. Có phụ ếch không? Rồi, số hình ảnh ở chợ Cô Giang gửi cô chú anh chị và các bạn. Một ngôi chợ ngày xưa rất là đông đúc, nhưng mà sau thời gian, theo thời gian thì ngôi chợ cũng đã có sự thay đổi, là đã không còn nữa. Số hình ảnh hơi gợi một xíu ký ức về ngày xưa khi mà của chú anh chị đã từng ở Sài Gòn, và hôm nay ta lại có dịp nhìn lại. Vì một lý do gì đó thì nếu cô chú anh chị chưa có dịp về Sài Gòn thì video clip ngày hôm nay nó mang Sài Gòn đến gần hơn với các anh chị và các bạn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi con cô bác đã quan tâm theo dõi. Nhân đây em cũng kính chúc tất cả toàn thể của chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Bye bye. Bye bye đồng. Đâu. See you later. Bye. See you later. Chuyên nghiệp quá.